Chè có đồ sánh vừa phải luôn, hạt đậu xanh mềm mà không bị nát. Để tới gần anh chị em và các bạn nhìn thấy nè, ngon ghê chưa. Hôm nay sẽ cùng vào bếp để nấu món chè táo sọn dễ dàng với bí quyết làm sao để cho chè không bị vữa. Chè này có tên là chè hoa câu hay là chè táo sọn, cũng có nơi người ta gọi là chè đậu xanh nữa. Chào cô bác anh chị em và các bạn. Món chè này nấu dễ lắm. Thành phần nguyên liệu sẽ gồm có là đậu xanh. Mình mua cái đậu xanh cà thì ngâm nó nhanh hơn, hoặc là để cho ngon cũng có thể nấu cái đậu xanh mà có cái vỏ ra nhưng mà nó cà ra rồi đó, thì mình ngâm qua đêm, sau đó rửa nhiều lần, nó ngon hơn cái đậu này luôn đó. Mình sẽ lấy 150 g, tức là 2 phần 3 cup. Sau đó vo, rửa, xong rồi ngâm. Thường là để ngon thì mình nên ngâm qua đêm, còn không thì ít nhất cũng phải 3-4 tiếng để cho đậu nở. Nếu như mình ngâm 3-4 tiếng thì sẽ ngâm nước nóng ấm cho nhanh. Còn cái này ngâm qua đêm thì ngâm nước lạnh, 1 muỗng cà phê muối. Cho muối vào để cho đậu xanh nó ngon, đồng thời không bị hư. Để ở bên ngoài luôn, không có cho vô tủ lạnh. Chè này nấu rất là nhanh. Anh chị em và các bạn có thể nấu cho đám tiệc nhà mình đó. Và vì là cái này không cần hấp lâu, do đó mình cũng không cần cháy nước nhiều. Đậu xanh sau khi mình ngâm qua đêm xong là khoảng 8 tiếng, rửa lại nhiều lần nước cho thật là sạch luôn. Rồi sau đó mình mới cho vô trong cái nồi hấp này, và phía bên dưới là mình lót một cái tấm vải để khi mình hấp xong cái đậu của mình nó ngon, không có bị nhũn nát. Phía bên trên mình cho 5 cái lá dứa, mình bóp cho dập dập ra rồi cho lên trên như vậy nè. Sau đó thì đậy nắp lại hấp cho đến khi đậu xanh mềm. Nếu trong trường hợp cái vỉ hấp, cái sửng hấp nó thụp xuống bên trong á, thì cô bác anh chị em và các bạn nhớ là mình sẽ chén ít nước thôi. Và đồng thời là mình sẽ để lửa trung bình. Còn cái này thì để lửa lớn luôn, hấp cho nó đủ hơi. Bởi vì nếu như mình để cái sửng mà sụp vô trong á, là nước có khả năng nó dễ sụp lên trên, nó làm cho cái đậu của mình ướt, ướt thì nó nhão đi, nó không còn ngon nữa. Cái món này nấu đạt, tức là cái hạt đậu xanh nó mềm, thật là mềm bùi luôn, nhưng mà không có bị nát ra. Ở đây là 650 ml nước, tức là 2,5 cup nước. Thời gian hấp đậu sẽ tùy thuộc vô cái thời gian ngâm đậu. Nếu mình ngâm càng lâu thì mình hấp sẽ càng nhanh. Nếu mình ngâm 4 tiếng thì hấp 15 phút. Nếu mình ngâm 8 tiếng thì hấp 10 phút. Và nếu mình ngâm 12 tiếng thì hấp chỉ cần có 5 phút thôi ở lửa lớn. Sau đó thì kiểm tra. Mình sẽ lấy một cái hạt đậu xanh, rồi mình lấy cái tay mình chà ra. Nếu mình thấy cái đậu nó chín mềm, nó ra bột thì lúc đó là được. Đây, nó ra bột mềm như vậy nè, là được rồi. Đừng nấu lâu. Cái này ngâm 8 tiếng thành thử ra mình hấp 9 cho đến 10 phút. Cái lá dứa này lấy ra để chút xíu mình đi nấu nước đường. Và cái bí quyết để cho chè cái hạt đậu nó mềm mà không có bị nát, tức là mình hấp vừa chín tới đậu. Thứ hai nữa là đậu mình sẽ để cho nguội. Nguội thì nó cứng trở lại một chút xíu á, thì lúc sau mình cho vào trong cái nước đường và bột thì nó không có bị nát ra. Và bây giờ mình để cho nguội. Bước tiếp theo là mình nấu chè luôn. Cái món này nhanh lắm, dành cho chị em nào nhà có tiệc, mình nấu rất là lẹ. Nếu như ăn ngọt nhiều thì cho nhiều đường, do là nhà mình không có ăn ngọt nhiều, do đó chỉ cho 1 phần 2 cup, tức khoảng 100 g đường. Bó lá dứa lúc nãy cho vào luôn, ấn xuống. Trước khi nấu thì mình nhớ quậy một cái chứ để không là đường nó xích ở dưới đáy, nó dễ bị cháy. Sau đó thì đậy nắp để lửa trung bình. Đây là bột năng tapioca starch. Đây là cái cup 1 phần 3, tức là 80 ml. Mình sẽ múc gạt ngang bột năng.
cân được khoảng 40 gram và 1/3 cắp nước 80 ml. Sau đó quậy lên. Nước này là nước lạnh để cho bột năng chảy. Sau khi sôi mình nấu thêm 5 phút nữa để cho lá dứa ra mùi thơm. Rồi mình vớt lá dứa ra. Nếu như thích ăn loãng thì cho thêm nước, nhưng mà mình khuyên thấy như vậy là vừa đủ rồi. Hạ lửa xuống trung bình thôi. Quậy chén bột năng. Sau đó thì một tay cầm váo quậy, một tay mình đổ. Và đổ từ từ như vậy đó. Rồi lửa bên dưới cũng để trung bình. Để cho chè không bị vữa thì cái này mình phải nấu cho thiệt là chín kỹ. Do đó sau khi mình quậy như vậy xong, mình để cho trong khoảng 1 phút sau khi sôi. Sau khi chờ cho sôi khoảng 1-2 phút nữa để chắc chắn là cái bột năng nó chín kỹ thì lúc sau chè mới không bị vữa. Rồi cho từ từ cái đậu xanh. Lưu ý là đừng có cho ụp vô mà mình cho từ từ cho dễ trộn. Giống y chang như là nấu chè bưởi vậy đó. Trời, cho hết đậu xanh vô luôn. Hôm trước mình khi có 2 cái video nấu chè bưởi thiệt là ngon luôn. Anh chị em và các bạn nào thích coi nấu chè bưởi thì có thể bấm vô tìm chè bưởi Vành Khuyên, viết có dấu hoặc là không dấu đều được. Rồi bây giờ trộn lên. Sau khi trộn lên xong là mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa sau khi sôi. Và nếu thích vani thì mình sẽ cho một gói vanilla sugar hay là đường vani 8 gram, hoặc là cái ống vani cũng được. Sau đó thì nấu tiếp sau khi sôi khoảng 1-2 phút để chắc chắn là đậu xanh với lại bột năng nó chín kỹ thì lúc sau chè của mình mới không bị vữa. Ngon ghê chưa? Nhìn cái hạt đậu xanh nè, bùi thiệt là bùi luôn, không bị nát. Và chè có độ sệt vừa phải như vậy. Mình nấu như vậy thôi, bởi vì là khi mà mình nấu đặc hơn là chút nữa nó đặc lắm, ăn không có ngon. Cũng như là loãng thì chè dễ bị nhớ, thành thử ra mình nấu như cái tỷ lệ này là hợp lý nhất. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn ai cũng nấu chè thiệt ngon nha. Bây giờ mình sẽ nấu nước cốt dừa. Nước cốt dừa mình lấy bên trên thôi để cho nó đậm đặc ngon hơn. Nửa lon khoảng 7 ounce, tức là 200 ml. Một muỗng canh bột gạo rice starch hay là rice flour. Mình quậy lúc mà cái dừa nó còn lạnh đó. Đây là cách nấu nước cốt dừa để sao cho không bị vữa. Quậy cho kỹ trước khi nấu để cho nó không có bị ốc trâu. Một muỗng canh vung đường khoảng 25-30 gram đường, cũng như là tùy theo ăn ngọt nhiều hay ít. Chấm 3 ngón tay cho muối. Sau đó để lửa trung bình, vừa nấu vừa quậy. Nước cốt dừa này nó sẽ sệt, để lúc mình chan lên trên nó không có bị chìm. Rồi nấu cho đến khi sôi. Vừa nấu vừa quậy để cho không bị ốc trâu. Nước cốt dừa này sẽ có độ sánh đặc, bởi vì chút xíu sau mình chan lên là nó phải nổi lên trên đó. Sau khi sôi mình nấu thêm khoảng 1 phút.
Sau khi sôi 1 phút, cho một gói đường vani, tức là vanillin sugar hoặc là một ống vani nhỏ, vanilla đó, rồi quậy và nấu tiếp khoảng 1 phút nữa. Chè có đậu xanh, hạt đậu xanh mềm bùi. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thiệt ngon chè này. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Rất là nhanh luôn, chè đặc vừa phải. Phía bên trên cho nước cốt dừa. Ngon ghê chưa?